Làm dân câu 2 hay không? Đây, có quả. Đủ đồ, đủ đồ. Vâng, ba voi bầy hươu và bãi quả. Vâng, đã đủ đồ cho thủ tiền bàn thầu rồi. Bây giờ chỉ việc ép đời thôi. Ờ, 25 dân. Đã 25 dân cho tiểu bản thầu. Đó, bài kick sớm của game thủ người cầm Maxe, bộ đà 25 dân và đó, sẽ là bài đầu Maxe kiểu đánh đánh y à, bài Maxe đánh y chắc. Đang cố gắng để đá con hươu này về để lấy thêm lực cho chân thầu. Và xin chào gần 100 anh em đang theo dõi cả đầu. Và thi thoảng anh em thả cho em một tên bình luận hello yes no các anh em nhé. Và khung chat này trầm buồn quá. Và 80 anh em có thể thả cho em một lượt bình luận và anh em chào nhau cái cho xôm không ạ? Và làm cái chào cho xôm anh em ơi. 26 dân. Ok, như vậy là cái khoảng cách lên đời là tương đối là thọt. Ok, chào anh Văn Huyến nhá. Và hello tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em đang có mặt trên cái sóng của tiền bàn thầu. Bãi vàng xếp hình là Mark Canabeo. Ok, chào anh Trung Phong nhá. Và chào anh Xế Đẹp Bắc Nam. Đang buồn anh em ạ. Đáng buồn. Hôm nay hơi vàng. Chắc là do bi clip cho nên anh em xem bi nhiều quá. Đó, chào anh Mạnh Tuấn nhá. Và bên Nhã dạo này bình luận toàn thua. Đó, làm gì đã thua kèo nào anh? Đó, anh Benzan luôn toàn nói sai nhá. Đó, đánh thôi là sẽ đổ lý vào chào Mạnh Tuấn nhá. À, nay nước mắt rơi, bọn OG không xem được à? Đó, thế mà anh em vẫn đang vừa ủng hộ cho tụi bạn thầm một lượt comment. Ok, cảm ơn anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Một bài có y rồi. Đó sẽ là hôm qua bình luận. Đó, hôm qua bình luận thắng anh, hôm qua bình luận thứ thắng này. Hoa Nhi thì bình luận Hoa Nhi thua. Mấy hôm vừa rồi thì cũng bình luận toàn bình luận giải thôi. Từ hôm qua thì ra mới bình luận các kèo giao hữu.
Và anh em lại bảo là toàn thua. Hỏng thật, mất quan điểm quá. Vẫn có chuyển ai không cho thầu. Và một đạo chém của thủ Tiểu Bàn Thầu đang lùa những con dân của thủ Samurian. Vẫn cái cuộc đua chạy marathon. Đang chạy đi đâu? Có thể thấy là đơn vị quân của Maxe rất khác cân Sam. Sam thì chỉ có thủ y lại với con Maxe thôi, không có cái vẹo gì cả. Không có cung Nga. Bọn đang định giải nhưng bên kia có lạc đà bảo kê. Đang nguyên thủ đến lượt nguyên thủ Tiểu Bàn Thầu lại người bị lùa tới này. Đang thầu lại là người bị lùa. Đó, cái khanh gỗ kia hở thì phải. Khanh gỗ kia hở nhỉ. Đây là một tình huống Ken. Rất tinh tế. Cực kỳ tinh tế đến từ Tiểu Bàn Thầu và em phát hiện ra rồi. Gặp một một kìa. Đó một cái nhà y. Đó một cái nhà y đâm đến từ hiện thủ truy bệnh. Xăm chỉ có nước đâm y với con Maxi thôi. Không có A ọt gì cả. Không A ọt là chỉ đúng con lạc đà. Nó sẽ cần thêm những con chém để đi quản lý bản đồ và đấu vào hiện thủ truy mệnh. Một đạo dân cắm y. Và có thể là họ sẽ chạy xuống mép 3 giờ để có thể làm ăn. Có thể là chạy một mép 3 giờ để có thể làm ăn đây. Một thêm một tân dân nữa. Rồi, mệnh gõ 1 và tỷ số là 1-0 ở trong siêu thứ 2.